ở thành phố Hồ Chí Minh cũng săn mẩy dễ ợt, chẳng cần phải đi Đà Lạt hay là Tà Xùa đâu. Đó là khi mà bạn sở hữu một căn hộ hoặc là thuê khách sạn hạng sang ở trên những tầng cao của Landmark 81. Trong lúc người dân thành phố Hồ Chí Minh đang chìm trong giấc ngủ dưới mây mù, thì tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81, ngoi lên trên tầng mây, đón những ánh nắng mặt trời rực rỡ đầu tiên trong ngày. Và để săn được mây thì phải nhớ là để ý thời tiết nha. Đầu tiên là canh thời điểm này, sau những ngày mưa rầm rề hoặc là tối hôm trước có sương mờ, cố gắng dậy sớm thêm một chút và còn phải cộng thêm một chút nhân phẩm nữa. Cảm giác đứng ở độ cao vài trăm mét ngắm mây thì cứ phải gọi là mơ êm mê. Tòa nhà này được coi là công trình thế kỷ của Việt Nam đó. Bật mí thêm này, Landmark 81 cũng có cùng công ty thiết kế với khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới là Burj Al Arab. Trên bảng xếp hạng, Landmark 81 là công trình cao thứ 17 trên thế giới. Bên trong tòa nhà thì có đủ các nhà hàng sang trọng với góc nhìn 360 độ toàn thành phố. Đặc biệt, trên đỉnh Landmark cũng chính là nơi đặt ô anten thu phát sóng truyền hình cho thành phố Hồ Chí Minh. Với mong muốn là tòa nhà không chỉ đơn thuần là điểm dừng chân lý tưởng cho giới thượng lưu hay là người thành đạt, Landmark đã tạo nên hình ảnh lũy tre làng với các đỉnh cao chót vót gửi gắm thông điệp và khát vọng vươn tầm thế giới sánh ngang với bạn bè quốc tế.